Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị 350 bộ trang phục cho phim mới Dạ Mang Sinh Trưởng đóng cùng Âu Hào. Để thể hiện được phong cách thời trang của thập niên 1990, đoàn phim Dạ Mang Sinh Trưởng đã chuẩn bị 350 bộ trang phục cho nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Ngày 3 tháng 11, Trang Sohu đưa tin đoàn phim Dạ Mang Sinh Trưởng chia sẻ video hàng trăm bộ trang phục được chuẩn bị cho Triệu Lệ Dĩnh. Tổng cộng nữ chính sẽ có 350 bộ trang phục, trong đó 180 bộ được sử dụng để xuất hiện trong 36 tập phim. Theo đoàn phim, những trang phục này không chỉ mang phong cách thời trang thập niên 90 mà còn có đặc điểm riêng phù hợp với sự phát triển về tính cách của nữ chính qua từng thời kỳ. Trong đó, Hứa Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện từng là cô gái của gia đình trung lưu, bắt đầu bằng công việc nhặt phế liệu, sau này cô xây dựng sự nghiệp, trở thành bà chủ công ty chế biến thép, cần tham gia các cuộc gặp mặt đối tác, sẽ có khí chất và thần thái khác biệt với phần đầu phim. Khán giả bày tỏ sự thích thú với quá trình chuẩn bị công phu, chỉnh chu của đoàn phim và khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh hợp với phong cách này. Dạ Mang Sinh Trưởng dựa theo tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của nhà văn An Nại. An Nại cũng chính là tác giả của hai tiểu thuyết được dựng thành phim ăn khách Hoan Lạc Tụng và Điều Rất Tốt. Không Được Vãng Sinh được đánh giá là tiểu thuyết về đề tài phụ nữ xây dựng sự nghiệp xuất sắc bậc nhất của Trung Quốc. Dạ Mang Sinh Trưởng do Phó Đông Dục và Mao Vi làm đạo diễn, với dàn diễn viên chính gồm Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết vai Triệu Lũy. Phim lấy bối cảnh thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ vừa được sinh ra đời thì mẹ cô đã mất vì khó sinh, vì vậy cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Theo sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, Hứa Bán Hạ và hai người anh em Tiệu Trần, Huỳnh Trung Trừng, Đồng Kiêu Kỵ, Âu Hào cùng nhau thực hiện việc kinh doanh vận chuyển phế liệu. Sau đó dựa vào kinh nghiệm của mình, cô từng bước tiến vào ngành công nghiệp thép. Đây là ngành công nghiệp vận do nam giới đứng đầu quản lý. Hứa Bán Hạ từng bị coi thường, chèn ép, gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường Nga, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình. Dạ Mang Sinh Trưởng là bộ phim quan trọng với sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã quá tuổi để đóng dạng phim tình cảm chuyện thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Nữ diễn viên cần những vai diễn có chiều sâu như Hứa Bán Hạ. Tuy nhiên, để được giao các dự án tốt, Triệu Lệ Dĩnh cần chứng minh diễn xuất của mình ngày càng tiến bộ. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá khá tốt khi vào vai người nông dân kiên cường Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Triệu Lệ Dĩnh còn thử nghiệm nhân vật nữ chính nữ tà Thẩm Vũ bị hận thù che mắt dẫn đến giết người trong Ai Là Hung Thủ. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh đang trong đoàn phim của Trang Dự Phụ Hành, bạn diễn của cô là tài tử Lâm Canh Tân, từng đóng cặp trong Sợ Kiều Truyện. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.